với lợi thế sân nhà, Benfica đã gây sức ép cực lớn lên phần sân của PSG trong những phút đầu tiên. Messi và các đồng đội dường như đã bị choáng ngợp bởi những tiếng hò reo đầy khó chịu trên sân vận động Estadio da Luz. Những phút sau đó vẫn là sự lúng túng của đội bóng nước Pháp khi mà không thể lên được bóng và chấp nhận để cho Benfica làm chủ hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, Paris Saint-Germain lại bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số nhờ siêu phẩm cứa lòng của Lionel Messi. Sau khi có bàn mở tỷ số, PSG đã chơi tự tin hơn rất nhiều và lấy lại được thế trận. Nhưng họ lại bất cẩn trong khâu phòng ngự và phải nhận bàn thua từ tình huống phản lưới nhà ngớ ngẩn của Danilo ở phút 41. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Paris Saint-Germain chủ động tấn công ngay khi trọng tài nổi còi bắt đầu. Liên tiếp là những đợt tấn công như vũ bão của gã nhà giàu nước Pháp. Và người thi đấu nổi bật nhất không ai khác ngoài siêu sao Lionel Messi. Anh đi bóng, tạo cơ hội, điều tiết lối chơi và thậm chí còn lui về hỗ trợ phòng ngự giúp cho đội khách làm chủ hoàn toàn thế trận. Thế nhưng trước một hàng phòng ngự được tổ chức khoa học, PSG đã thực sự gặp khó. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Cập bến Red Bull Salzburg khi mới 16 tuổi, Benjamin Sesko nhanh chóng gây ấn tượng ở đội bóng sân sau là Red Bull FC Liefering. Sesko ghi được 11 bàn thắng trên mọi đấu trường với Liefering trong mùa đầu tiên. Mùa kế tiếp, cầu thủ này có suất đá chính 21 bàn thắng và có thêm 6 pha kiến tạo trong 29 lần ra sân ở mùa 2020-2021 là thành tích ấn tượng của Sesko. Tới mùa trước, Sesko được gọi trở về Salzburg. Dù chỉ đá chính 12 trận trên mọi đấu trường, tiền đạo trẻ này ghi tới 11 bàn thắng và có thêm 7 pha kiến tạo giúp đội nhà giành chức vô địch Áo lần thứ 9 liên tiếp. Chính vì thế, Sesko nhận được sự quan tâm lớn từ Man United lẫn Chelsea. Thậm chí, phía Man United đã tổ chức đàm phán với người đại diện của tiền đạo được mệnh danh là Erling Haaland 2.0 này. Tuy nhiên, Sesko sớm chốt tương lai trong hè năm nay. RB Leipzig thông báo chiêu mộ thành công Sesko từ Red Bull Salzburg. Thương vụ sẽ có giá trị từ tháng 6 năm sau. Sesko ký vào bản hợp đồng 5 năm, kéo dài tới tháng 6 năm 2028. Hiện tại, Sesko sẽ tiếp tục khoác áo Red Bull Salzburg. Tiền đạo 19 tuổi tiếp tục chơi hay khi mà ghi 5 bàn từ đầu mùa. Chính vì thế, theo 90min, Man United sẵn sàng hỏi mua Sesko trong hè tới. Nguồn tin này khẳng định đội chủ sân Old Trafford có thể tiêu tốn 60 triệu euro cho tiền đạo này. Man United cần Sesko để thay thế cho Cristiano Ronaldo chuẩn bị rời đội bóng. Trận thua đậm Man City mới đây đã cho người hâm mộ thấy rõ chất lượng tuyến giữa của MU đang có nhiều vấn đề hơn họ tưởng. Bởi thế, quỷ đỏ đang nhắm đến Marcelo Brozovic của Inter Milan. Brozovic đến Syria ở mùa 2014-2015 và hiện đang trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình Inter. Hai bên sẽ đáo hạn hợp đồng vào 2026, với mức lương đang nhận là 200.000 euro mỗi tuần. MU được cho là đang muốn có được sự phục vụ của Brozovic với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Tuy nhiên, để có được chữ ký của Brozovic, quỷ đỏ sẽ phải cạnh tranh với Liverpool. Đội bóng cũng đang nhắm tới tiền vệ này với một bản hợp đồng dài hạn cùng mức lương hậu hĩnh. Huấn luyện viên Jurgen Klopp rất muốn có Brozovic để tăng cường thêm nhân sự cho tuyến giữa. Anh có thể giúp linh hoạt nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau và đang có ý định nối lại thương vụ này ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Ngoài Liverpool và MU, ngôi sao 29 tuổi này còn được huấn luyện viên Antonio Conte rủ rê về Tottenham. Barca cũng không dưới một lần liên hệ tiền vệ này nhưng mà chưa có kết quả. Để nhằm giải quyết bài toán ghi bàn trên hàng công, Chelsea mới đây đã thông báo thương vụ Christopher Nkunku nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở kỳ chuyển nhượng sắp tới. Theo tiết lộ của tờ The Athletic, tiền đạo thuộc biên chế RB Leipzig sẽ được đội chủ sân Stamford Bridge gửi một lời đề nghị lên tới 60 triệu euro. Những tưởng đã nắm chắc trong tay thương vụ này, tuy nhiên mới đây Chelsea sẽ phải bất ngờ với một vị khách không mời mà tới. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Manchester United cũng muốn tham gia cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo 24 tuổi lần này. Nhưng tất nhiên, phía Chelsea cũng đâu dễ dàng chấp nhận thất bại như vậy. Thực chất họ mới là những người cần thương vụ này hơn để nhằm giải quyết bài toán hàng công vẫn đang gây ám ảnh. Xét về tài chính, cả MU lẫn Chelsea đều là những đại gia chẳng ngại bất kỳ thương vụ nào. Nếu quỷ đỏ thực sự quan tâm, nhiều khả năng sắp tới sẽ xảy ra cuộc tranh giành căng thẳng
cho một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu hiện nay. Trong hè 2022, thương vụ MU theo đuổi Frankie de Jong là thương vụ tốn vô cùng nhiều giấy mực của cánh báo chí và các phương tiện truyền thông. MU đã cố hết sức để đưa de Jong về Old Trafford trong hè năm nay. Thậm chí, Quỷ Đỏ đã đạt thỏa thuận với Barca về mức giá chiêu mộ tiền vệ sinh năm 1997. Song việc de Jong nhất định không chịu gia nhập Old Trafford khiến thương vụ rơi vào bế tắc. Cầu thủ người Hà Lan bằng mọi giá không chịu rời Barcelona bất chấp những lời chèo kéo của MU. Tuy nhiên, tình thế hiện tại đã khác bởi De Jong đang chịu sự gã lạnh của Xavi và Barcelona. Mùa giải năm nay, từ vị thế của một ngôi sao nơi tuyến giữa, De Jong bị bỏ quên hoàn toàn trên băng ghế dự bị và chỉ thường xuyên góp mặt ở các trận đấu với thời lượng vô cùng ít ỏi. Do đó, MU sẵn sàng giải cứu De Jong khỏi nhà tù Barcelona. Tờ Fichais cho biết, đội chủ sân Old Trafford muốn trở lại đàm phán với tiền vệ Frankie De Jong. Mức lương khổng lồ 320.000 bảng một tuần mà De Jong đang nhận vẫn là mối bận tâm của Barcelona trong bối cảnh họ gặp khó khăn về mặt tài chính. Hiện bóng đá kết nối niềm đam mê túc cầu.